Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch bệnh ở một số huyện đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, có ca nhiễm mới phát sinh trong ngày, nhưng hầu hết đều phát sinh trong các khu cách ly tập trung và khu cách ly phong tỏa. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định cho 10 huyện được áp dụng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có huyện An Minh. Đây là điều đáng mừng nhưng không được chủ quan, nóng vội. Bởi lẽ, sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội, nay được trở về trạng thái gần như bình thường, một số hoạt động sản xuất, kinh doanh được hoạt động trở lại, người dân lao động sẽ di chuyển làm ăn và người dân đổ xô ra chợ không kiểm soát. Thêm vào đó là một bộ phận người dân còn di chuyển thăm hỏi người thân hoặc ra đường khi không cần thiết. Đây là những nguy cơ rất dễ làm tái bùng phát dịch bệnh. Trước tình hình đó, để giữ vững thành quả đạt được trong thời gian qua và tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các ngành chức năng từ huyện đến các xã, thị trấn, ấp, khu phố tăng cường quản lý tốt từng địa bàn, phải sắp xếp tổ chức lại việc sản xuất kinh doanh cho phù hợp với từng khu vực, nhất là các khu vực trung tâm của xã, thị trấn. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, để người dân ý thức được rằng dịch bệnh có được đẩy lùi hay không là phụ thuộc vào hành động của mỗi người dân. Thực hiện việc bình thường mới không có nghĩa là người dân được tự do di chuyển, sinh hoạt giao tiếp như cũ, mà phải làm cho người dân luôn nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tuyệt đối không được chủ quan lơ là, không được di chuyển tự do như trước, mà phải chấp hành các khuyến cáo trong công tác phòng chống dịch như đeo khẩu trang, luôn giữ vững khoảng cách, hạn chế tập trung đông người và chịu sự quản lý, kiểm soát của chính quyền địa phương trong việc di chuyển, đi lại giữa các vùng, luôn nêu cao tinh thần chống dịch như chống giặc. Theo phương châm, mỗi xã, phường, thị trấn là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ, là trung tâm, là chủ thể trong phòng chống dịch bệnh. Có như vậy thì dịch bệnh mới sớm được đẩy lùi, cuộc sống mới trở lại trạng thái bình thường và tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tăng cường giãn cách xã hội, tuân thủ nghiêm 5K, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, ai ở đâu ở đó, cách ly người với người, nhà với nhà, xã với xã, thực hiện nghiêm 5K khi phải ra khỏi nhà, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập đông người, khai báo y tế, thực phẩm đủ tại nhà, cung cấp cơ bản lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm để người dân an tâm ở nhà, đảm bảo an sinh xã hội tại nhà, đặc biệt quan tâm tới gia đình có người nhiễm, người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm dễ bị tổn thương, thầy và thuốc tại gia, bảo đảm mọi người dân được chăm sóc y tế, tổ chức trạm y tế lưu động tại các xã phường, tổ chức tổ chăm sóc covid dựa vào cộng đồng, mỗi xã phường có thể tổ chức nhiều tổ y tế lưu động khác nhau để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế, để tổ chức quản lý chăm sóc người nhiễm tại các địa phương áp dụng cách ly điều trị F0 tại nhà, sơ cấp cứu ban đầu và phát thuốc điều trị bệnh mãn tính cho nhân dân, test covid tất cả, thực hiện xét nghiệm toàn bộ người dân, đặc biệt là tại các địa bàn có nguy cơ rất cao hoặc nguy cơ cao để sàng lọc, phát hiện sớm người nhiễm, hạn chế lây lan ra cộng đồng và tổ chức chăm sóc người nhiễm phù hợp. Hướng dẫn người dân từ xét nghiệm dưới sự giám sát của nhân viên y tế hoặc đội ngũ tình nguyện, thực hiện cuộc mẫu theo hộ gia đình, tiêm chủng tại phường xã, tiêm vaccine phòng covid-19 ngay ở xã phường tại trạm y tế hoặc điểm tiêm lưu động, bố trí nhiều điểm tiêm cố định và lưu động tại các trạm y tế lưu động, các địa điểm gần gũi nhất, để người dân trong các nhóm đối tượng tiêm chủng, người không thể di chuyển ra khỏi nhà được tiêm vaccine phòng covid-19 sớm nhất. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân.